Mình Tấn Tạ đây mọi người ơi. Tấn Tạ xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Tấn mới về một con huyền thoại. Huyền thoại này cũng lâu rồi mọi người. Siêu phẩm Konago C60. Tấn nói sơ chiếc này bên Nhật về là nó hàng zin chính hãng, có giấy tờ đầy đủ, có số khung đầy đủ nha mọi người. Tấn sẽ quay chi tiết lần lượt cho mọi người coi, Tấn mô tả chi tiết ha. Cây sườn Konago này thì C60. Bản này là nó huyền thoại một thời á mọi người. Tính đo thử cái cây ngang đó. Nó là cây ngang 51. Cây đứng là 45 á mọi người. Cây đứng là 45. Cây ngang này 51. Chiếc này thích hợp đi chiều cao là từ 1m62 cho tới 1m78 nha mọi người. Bánh thì bánh full carbon. Camba, Bora, Uncha, đùm carbon lưng gù. Đùm này cực kỳ hiếm nha mọi người. Đùm này rất là chớn. Rúp thì Camba Nogo Super Decor 11. Xe này là mới tin luôn. Nó không có chạy xước chỗ nào hết nha mọi người. Chiếc này từ bên Nhật về không có chạy xước chỗ nào hết. Bánh thì đùm lưng gù này rất là chớn luôn. Mọi người nhìn cái má gom Camba nó còn rất là dày nha mọi người. Vành Camba là mọi người thấy ha, còn rất là đẹp luôn. Camba này xài vỏ Tupler, nghĩa là bô vô mọi người. Rồi, Tấn quay chi tiết cho mọi người xem ha. Ghi đông vô tăng thì Gera Carbon. Yên thì là Physics 00, rộng Carbon nha mọi người. Rồi, đầu tiên Tấn quay cái sườn trước ha. Cái sườn mọi người coi từ ở gấp sau, chiếc này là C60, gấp sau nó có đề chữ C60 mọi người thấy ha. Bản C60 màu đen này, những cái chiếc nào mà sườn carbon nào mà nó chuẩn á, thì người ta mới làm ra cái chiếc nó màu đen nha mọi người. Gọi là carbon chuẩn thì người ta làm ra chiếc xe cái sườn màu đen. Đặc biệt C60 này hồi xưa mọi người biết, nếu mà mua mới khoảng 3.000 mấy đô á. Còn bây giờ Tấn bán thì bán nguyên chiếc này, nó cũng giá cũng dễ chơi, mà mọi người mua lẻ thì gọi cho Tấn ha. Rồi, chiếc C60 sườn này cây ngang là 51, cây đứng là 45, 1m62 cho tới 1m78 nha mọi người. Rồi mọi người coi ở dưới nè, cây sườn zin chính hãng nè. Mọi người coi có tem Konago này, nó dập chìm vô trong sườn luôn nha mọi người. Không phải tem dán nha mọi người. Tem này là tem dập chìm, nó dập chìm vô trong sườn luôn. Đó, có giấy tờ đầy đủ hết nha mọi người. Bên Nhật về là bao giờ số khung số sườn là có giấy tờ. Rồi, một cây sườn xịn, không chạy xước gì hết. Cây này là Tấn bao lỗi nha, không có chạy xước gì hết luôn, không một miếng chạy luôn nha mọi người. Rồi, bắt đầu giờ Tấn đi tới vấn đề bộ rúp ha. Bộ rúp nó là Camba Nogo Super Recall 11. Sợi sên này là nó để trong kho lâu ngày nó bị hư ten á, nhưng mà nó chưa giãn luôn nha mọi người. Sợi sên này là nó còn hầu như còn mới tinh luôn. Đây Tấn để cho sợi sên mọi người xem ha. Đây, mọi người thấy nhìn xe sợi sên ha. Đó, sợi sên còn mới tinh luôn, nhưng mà tại vì để trong kho lâu quá thì nó hư rỉ ten. Rồi, do dĩa Camba Nogo Super Recall là đặc biệt cái rúp mà Super Decor này á, thì nó là dĩa là bằng titan nha mọi người, còn clip titan luôn. Mọi người nhìn thấy răng dĩa ha, răng dĩa còn đẹp luôn nha mọi người. Mọi người nhìn ha, răng dĩa còn quá đẹp luôn. Bidan thì lúc carbon, lúc keo carbon nha mọi người. Rồi, gặp cái tay lắc á, thì không có chạy xước gì hết nha mọi người nha. Tay lắc không chạy xước gì hết. Cặp tay lắc bên đây cũng vậy luôn, Camba Nogo. Bên đây thì cái miếng dán carbon này còn miếng dán carbon bên đây thì nó chóc tí xíu đây. Mọi người về mua miếng dán carbon 4D á, mọi người dán lại cái miếng này ha. Nó bị bay mất cái miếng dán này. Rồi, ngàm thắng Camba Nogo mới tinh luôn. Gom còn dày cui luôn. Rồi, mặt bên đây cũng vậy nha mọi người, không chạy xước gì hết. Mọi người xem ha, tem UCI đồ đầy đủ hết. Rồi bây giờ tới cặp bánh nè mọi người. Cặp bánh này á là bánh Camba Nogo full carbon. Nó là Bora Uncha, là Bora Tu á, đùm carbon lưng gù. Này nó xài bạc đạn ceramic nha mọi người, bi rế bạc đạn ceramic. Mọi người nhìn thấy mấy cái giải đua mà HTV, VTV á, nhìn thấy mấy cái đội đua người ta toàn là chạy bánh Camba không á, thì Camba này rất chuộng nha mọi người. Chạy đường trường á thì nó là bi rế, nó không có bị hãm cái tốc độ, nó không có bị mất cái, nó không có bị cái ma sát giảm tốc độ nha mọi người.
Còn những cái dòng bánh mà chạy bạc đạn á, thì nó nóng lên nó bị ma sát thì cái tốc độ nó sẽ không có chớn nhiều giống như cái dòng mà bi rế. Nên là những cái đội đua người ta chọn những cái dòng bánh như là đu rắc là hay là cam ba là người ta đua đường dài là vậy nha mọi người. Rồi cái bánh đằng trước thì cũng vậy luôn, đẹp y chang bánh sau luôn. Này là cam ba bora uncha bora tu á, đùm carbon lưng gù, đời này là hơi bị hiếm nha mọi người. Đùm còn quá đẹp luôn, bánh này không có lỗi lầm gì hết nha mọi người, còn rất là đẹp, bánh rất là chớn. Rồi bây giờ tính quay thử cái bộ chuyển động cho mọi người xem ha, mọi người nhìn nha. Rồi lên xuống rất là mượt nha mọi người. Cái này thì nó là rất thắng rim, nhưng mà đời nữa này nó quyền thoại một thời, nhưng mà anh nào mà thích chạy mà rim á thì bây giờ đời này cũng còn rất là chất nha mọi người. Rồi quá yên quá mượt luôn. Rồi bây giờ tính vô chi tiết luôn mọi người, nguyên một cái chiếc như thế này luôn, bao gồm có yên đồ gọng bình nước carbon đầy đủ hết. Nguyên một chiếc này là 75 triệu nha mọi người, full nguyên chiếc là 75 triệu. Còn mọi người muốn mua rời thì gọi cho Tấn ha. Cái sườn là Tấn bán á, là 35 triệu. Bộ rúp super recon còn rất đẹp 20 triệu. Bánh cam ba bora tru đùm carbon lưng gù 20 triệu. Rồi mọi người quan tâm thì gọi cho Tấn số điện thoại 0908 228 222. Rồi Tấn cảm ơn mọi người xem video nha. Hẹn mọi người ở video tiếp theo. Rồi cảm ơn mọi người, Tấn xin chào tất cả mọi người nha.